Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 11 tháng 1. Trên trang báo kênh 14, Trường Giang đã hé lộ cách dạy con đọc việc khi ở nhà. Giang có cách riêng để dạy con gái nên người, nam nghệ sĩ, cũng chưa biết kể từ ngày có con, anh đã có nhiều sự thay đổi. Trên chương trình Talk Show của chúng tôi, Trường Giang lần đầu tiên đã có những trải lòng về cuộc sống gia đình. Nam nghệ sĩ cho biết kể từ khi có Destiny, cô gái đầu đời của anh đã thay đổi rất nhiều thứ. Trường Giang nói, cuộc đời mình xảy ra nhiều biến cố mà khán giả vẫn thương mình quá mà mình không giải thích câu nào họ vẫn thương mình. Điều đó là điều hiếm có. Sau đó vợ cũng thương, có con thì đứa con mình lại dễ thương với mình nữa. Cuộc đời mình có quá nhiều chữ thương. Mình là chờ biến cố xảy ra rồi mình thay đổi mà là mình tránh biến cố nào bị động thì chịu thôi. Điều đặc biệt hơn cả, nam nghệ sĩ còn hé lộ cách dạy con đặc biệt của mình. Con nít là tờ giấy trắng, mình sống với nó thế nào thì nó sẽ trở thành như thế đó. Mình yêu thương nó thì nó yêu thương mình. Mình làm việc xấu thì nó thấy cũng làm việc xấu y chang. Mình ngồi ăn cơm với thái độ trân trọng chén cơm thế nào thì nó cũng như vậy. Mình ăn miếng thịt, mình chê dở quá, con mình cũng có thái độ y chang vậy. Giang hay nấu cơm, ăn với nhau, đi làm về trễ vợ cũng ngồi chờ để ăn cơm dù vợ không có ăn cơm đâu. Nhưng suốt đời mà, mình ngồi ăn thì bà cầm miếng, bà ăn cho vui, vậy đó mà phải có lửa nha. Lúc nào cũng phải nấu, này nấu kia, không khí của gia đình mà, bếp lửa quan trọng lắm, đó là sự kết nối, con gái luôn thấy điều đó. Sau 4 năm kết hôn thì Trường Giang và Nhã Phương vẫn mặn nồng. Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình vì những show nhiều như trước. Trường Giang cũng rất hiếm khi chia sẻ về con gái trước truyền thông vì muốn Destiny có cuộc sống của mình bình thường, được phát triển theo cách tự nhiên của Trường Giang dành cho con gái thể hiện qua việc anh xây hẳn một dãy nhà trọ hồ tràn và đặt tên nhà trọ Destiny. Và đó là các thông tin ngày 11 tháng 1. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi một chia sẻ, một comment và đừng quên đăng ký và chúng tạm biệt.